Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog cô chú anh chị ơi. Bữa nay em thấy anh Niu mua cái gì vô cúng cho cậu nè, chưa biết nữa. Để em lại em quay clip ghi hình gửi tới cho cô chú anh chị xem nè. Cơm cơm cơm, từ từ làm thôi, làm gì mà lăng xăng như vậy. Để đây cho nó mát. Đúng rồi, đứng ngoài nắng đựng nó vậy chứ không nó thấm nhiều lắm á. Không thấy được. Ủa, lên nào vậy? Lên nào vậy? Bỏ giờ ông lên thăm cậu. Mấy kia kiếm không kìa? À, thằng bạn mới luôn. Trời, dài quá rồi. Bữa nay khai trương khăn bàn mới. Trời ơi, gì mà bích chịch luôn, quay không thấy gì hết. Mâm này mâm thứ 3, thứ 4 rồi đó. Mâm này chắc mâm thứ ba quá, thứ ba thứ tư quá. Thứ tư là cả luôn cả mâm khách luôn, thứ tư đó. Đó, có khán giả vô thắp hương cho cậu nè. Chị gái nha, vô
mậu cầu. Mình đi mua đất ở trong này không cô? Con chào cô. Cô à, đứng à, cho anh kia anh thắp nhang à, đốt nhang cho cô thắp rồi cô. Dạ dạ. À có nhang rồi cô. Cô ở đâu tới cô? Cô ở Thủ Đức. Cô lên đây cô cô mua đất. Dạ. Cô có mua được chỗ nào chưa cô? Được rồi cháu. Dạ, ở khu nào cô? Ở khu B3. Khu B3 nghĩa là bên đây. Dạ đúng không cô? Dạ. Mình khu B3 vậy là mua một nền vậy là bao nhiêu tiền cơ cô? Chín mấy. Dạ. Dạ. Màu của cậu là đá nguyên khối không hả cô? Cô dùng miếng trà đào à cô? Dạ cô. Đó, cơm đem lên tới. Chú nè, cho đựng cơm lên nè chú. Hai mâm luôn à cô chú anh chị ơi. Ở bên kia thì uống chay. Ở bên đây thì cơm chay. Bữa này cũng cậu quá chừng à. Em cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của em nha.